Xin cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữa băng tần của đài truyền hình IBC TV. Và tiếp theo là bản tin cho hay, những người đàn ông Nga đi đường dài để thoát khỏi cuộc vận động viên. Ngay sau khi ông Vladimir Putin tuyên bố động viên quân đội cho cuộc chiến tranh đang chùn bước ở Ukraine, thì Timofei và Andrei là hai anh em đến từ Moscow đã cố gắng đặt các chuyến bay ra khỏi đất nước. Nhưng vào thời điểm họ mua vé máy bay thì giá đã tăng nhanh đến mức họ không thể có những chiếc vé cuối cùng còn lại. Thay vào đó thì họ đã nhảy lên xe. Cha của họ đã chở hai con trong đêm khoảng 700 km, tức là khoảng 450 dặm, đến Minsk ở nước láng giềng Belarus. Tại đây thì họ đã đáp chuyến bay vào sáng sớm hôm sau đến Tashkent, là thủ đô của Uzbekistan. Andrei, 26 tuổi, nói từ Tashkent cho biết là chúng tôi nghĩ rằng có thể phải vượt biên trái phép qua các khu vườn rực rừng nếu họ không cho chúng tôi ra khỏi Nga. Cả hai anh em đều yêu cầu không nói tên để bảo vệ cho gia đình ở quê nhà. Kirill Ponomarev là một nhà báo 24 tuổi đến từ Voronezh gần với Ukraine, đã lên đường đến Yerevan ở Armenia. Anh đã mất một tuần hành trình bằng xe hơi, tàu hỏa và máy bay kéo dài hơn 10.000 km. Ngay cả trước khi ông Putin đưa ra tuyên bố của mình, thì Ponomarev đã lên kế hoạch rời đi. Ông đã đặt vé đến Yerevan nhưng sẽ bay trong 6 ngày nữa. Một ngày sau bài phát biểu của ông Putin thì anh đã quyết định chờ đợi là quá mạo hiểm. Thống đốc của khu vực cũng đã đăng ký sắc lệnh cấm những người dự bị rời khỏi tỉnh. Tashkent và Yerevan giống như là các thủ đô khác của các quốc gia thuộc Liên Xô cũ đã cho phép người Nga đến mà không cần thị thực, đã trở thành nơi trú ẩn, đặc biệt là đối với các thành viên của tầng lớp trung lưu thành thị của Nga, những người có khả năng di chuyển nhanh chóng và có nguồn lực để trốn thoát. Nga nêu phương án cấp khí đốt cho Âu Châu bằng Nord Stream 2. Tập đoàn Gazprom cho biết có thể sẽ nối lại xuất khẩu khí đốt sang Âu Châu qua đường ống nguyên vẹn của hệ thống Nord Stream 2. Nếu có quyết định về cung cấp sản phẩm qua đường ống B của Nord Stream 2, khí tự nhiên sẽ được bơm vào ống sau khi hoàn tất kiểm tra tính toàn vẹn hệ thống và cơ quan giám sát phê duyệt. Tập đoàn dầu khí quốc gia của Nga Gazprom cho biết trong thông cáo vào hôm nay. Gazprom cũng thông báo áp suất trong 3 đường ống bị rò rỉ, gồm hai ống của hệ thống Nord Stream 1 và ống A của Nord Stream 2 đã ổn định và hãng đang tìm cách giảm thiểu những mối đe dọa với môi trường. Giới chức các nước Âu Châu nhập khẩu khí đốt qua hệ thống Nord Stream chưa bình luận gì về thông tin này. Thụy Điển từ ngày 26 tháng 9 đã phát hiện tổng cộng 4 lỗ thủng nghi do phá hoại trên hai đường ống Nord Stream 1 và 2. Tất cả đều nằm trong vùng đặc quyền kinh tế EEZ của Đan Mạch và Thụy Điển. Cả phương Tây và Nga đều nghi ngờ đối phương gây ra sự rò rỉ này. Gia đình Pakistan xây dựng lại cuộc sống mới sau trận lụt chết người. Sau một tháng sống trong một trại cứu trợ tạm bợ gần với một con đê, lão nông 65 tuổi là Chan Mohammad Lasiri và gia đình đã quay trở lại ngôi làng của họ và phát hiện phần lớn ngôi nhà của mình đã bị phá hủy. Họ nằm trong số hàng trăm ngàn người buộc phải chạy trốn khỏi trận lũ lụt chết người ở Pakistan, đã khiến hơn 1.600 người thiệt mạng. Người cha 8 đứa con cho biết, ông rất vui vì cuối cùng họ cũng đã trở lại, nhưng cảm thấy choáng ngợp trước tiến trình xây dựng lại phía trước. Lasari đã cho biết, gia đình ông và ông đã cố gắng thoát khỏi dòng nước lũ dâng cao nhanh chóng, tìm nơi ẩn náu trong khu trại cách làng của ông khoảng 3 km. Ông Lasari đã chia sẻ, là chúng tôi chạy bằng thuyền về phía con đê. Lúc đó rất hỗn loạn vì nước lên rất nhanh và chúng tôi không biết đồ đạc của mình hay con cái đang ở đâu. Trở lại ngôi nhà của họ ở Thando Sabah là một ngôi làng ở huyện Shewan, tỉnh Sindh bị ảnh hưởng nặng nề nhất của Pakistan, thì ông và gia đình đã bận rộn với việc vớt lại những gì còn sót lại. Các nhà chức trách cũng cho biết là nước lũ ứ động, trải dài hàng trăm km, có thể mất từ 2 đến 6 tháng để rút đi. Điều này có nghĩa là nông nghiệp sẽ nằm ngoài câu hỏi. Việt Nam áp thuế chống bán phá giá tạm thời đối với bàn ghế từ Trung Quốc. Bộ Công Thương Việt Nam vừa ban hành quyết định về việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá tạm thời đối với một số sản phẩm bàn và ghế từ Trung Quốc. Truyền thông nhà nước vào ngày 4 tháng 10 đã dẫn quyết định của Bộ Công Thương Việt Nam như vừa nêu. Theo Bộ Công Thương Việt Nam, qua quá trình điều tra đối với các mặt hàng vừa nêu của Trung Quốc nhập vào Việt Nam, mức độ bán phá giá được xác định từ 21,4% đến 35,2%. Ngoài ra, lượng hàng nhập cảng bị điều tra gia tăng cả về tuyệt đối và tương đối so với tổng lượng tiêu thụ nội địa và sản lượng hàng hóa tương tự của ngành sản xuất trong nước. Đó là nguyên nhân chính dẫn đến thiệt hại kinh tế đáng kể cho ngành sản xuất bàn ghế trong nước. Bộ Công Thương Việt Nam tiếp tục làm việc với các bên liên quan để thu thập thông tin nhằm có thể đánh giá tất cả rồi sẽ đưa ra kết luận cuối cùng. Vụ hoán đổi đất vàng tại thành phố Sài Gòn được phúc thẩm sau 3 lần bị hoãn. Phiên phúc thẩm vụ án hoán đổi đất vàng ở trung tâm thành phố Sài Gòn được tiến hành vào ngày 4 tháng 10 sau 3 lần trì hoãn vì một lần dời vì nhiều lý do, trong đó có liên quan đến sức khỏe của bà Dương Thị Bạch Diệp. Truyền thông nhà nước loan tin trong cùng ngày, và đây là vụ án liên quan đến sai phạm của cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Sài Gòn cùng với nhiều cựu viên chức của sở, ngành gây thiệt hại cho nhà nước 186 tỷ đồng. Vào ngày 19 tháng 11 năm 2021, Tòa án thành phố Sài Gòn tuyên án tù đối với những người trong vụ này. Cụ thể là ông Nguyễn Thành Tài, 10 năm tù, ông Nguyễn Thanh Nhàn, cựu Phó Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường, 4 năm 6 tháng, ông Nguyễn Thành Rương là cựu Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và ông Đào Văn Kiệt, mỗi người 4 năm tù. Những viên chức này bị án tù về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Còn bà Dương Thị Bạch Diệp là giám đốc công ty bất động sản Bạch Diệp Dương thì bị tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ông Nguyễn Thành Tài kháng cáo xin miễn trách nhiệm hình sự. Hai ông Nguyễn Thanh Nhàn và Nguyễn Thành Rương thì kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Đại diện công ty Diệp Bạch Dương thì kháng cáo toàn bộ bản sơ thẩm đối với phần có liên quan đến công ty. Cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân của thành phố Sài Gòn Nguyễn Thành Tài cùng với các thuộc cấp bị cáo buộc là đã giúp đỡ cho bà Dương Thị Bạch Diệp hoán đổi tài sản của nhà 57 Cao Thắng với 185 Hai Bà Trưng. Từ trang phục siêu nhân đến cây đàn của siêu sa được bán đấu giá. Các đồ vật nổi tiếng và quen thuộc từ phim ảnh, truyền hình và thế giới âm nhạc sẽ được bán đấu giá vào tháng 11 khi công ty đồ lưu niệm Prop Store của Anh tổ chức bán đấu giá trực tiếp hàng năm tại London. Quay trở lại một sự kiện trực tiếp sau khi đại dịch tạm dừng, phiên đấu giá năm nay có danh mục mở rộng và ngày một bổ sung, tự hào với hơn 1.500 mặt hàng với tổng giá trị ước tính là 11 triệu bảng Anh, tương đương với 12,3 triệu Mỹ Kim. Điểm nổi bật của đợt bán này bao gồm bộ trang phục siêu nhân hoàn chỉnh do Christopher Reeve mặc trong loạt phim siêu nhân năm 1978 đến 1987, ước tính thu về khoảng 250.000 đến 500.000 bảng Anh. Găng tay đen của Darth Vader từ bộ phim Star Wars: A New Hope năm 1977, ước tính thu về ở mức 150.000 đến 250.000 bảng Anh. Và kinh thánh Rockhammer từ Shawshank Redemption năm 1994, ước tính 100.000 đến 150.000 bảng Anh. Các vật quan trọng khác bao gồm một cuốn sách bìa cứng phiên bản đầu tiên của Harry Potter và hòn đá phù thủy từ năm 2001, ước tính thu khoảng 100 đến 150.000 bảng Anh, và chiếc mũ bảo hiểm phi công Sean Connery đội trong bộ phim James Bond You Only Live Twice năm 1967, ước tính thu khoảng 60.000 đến 100.000 bảng Anh. Những người yêu âm nhạc có cơ hội đấu giá những món đồ như bộ quần áo vũ trụ Major Tom của David Bowie trong video ca nhạc Ashes to Ashes, ước tính thu về khoảng 60.000 đến 80.000 bảng. Đơn xin cấp phép sử dụng súng có chữ ký của Elvis Presley, ước tính 40.000 đến 60.000 bảng Anh. Phiên đấu giá trực tiếp Entertainment Memorabilia của Prop Store sẽ được tổ chức tại trụ sở BAFTA ở trung tâm của London. Với việc đấu giá cũng có sẵn trực tuyến hoặc qua điện thoại từ ngày 3 đến ngày 6 tháng 11. Quý vị vừa mới theo dõi bản tin cuối cùng cho phần tin tức tổng hợp buổi tối ngày hôm nay. Xin chân thành cảm ơn sự theo dõi quý báu của quý vị và cũng xin cảm ơn các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình này. Bảo Khanh và Vũ Quang Vinh xin trân trọng kính chào và xin kính chúc quý vị và gia đình một buổi tối vô lượng an lạc.